Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber. Các bạn thân mến, trong chương trình trước, chúng ta đã tìm hiểu về chiến thuật đánh quần vòng của MiG-17. Đây là một chiến thuật nhằm lợi dụng ưu điểm của máy bay MiG-17 trong việc cơ động trên mặt phẳng ngang so với các loại F-4 và F-105 của Mỹ. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần dựa vào một lối đánh này thì không đủ để giành chiến thắng trước không quân Mỹ. So sánh mọi mặt, về cả số lượng máy bay, chất lượng máy bay đến số giờ bay trung bình của phi công thì Mỹ đều vượt trội so với Việt Nam. Trong tình cảnh bất đối xứng như vậy, không quân Việt Nam cũng đã phát triển chiến thuật du kích như tập kích và phục kích từ mặt đất lên bầu trời. Nói đến phục kích là nói đến vấn đề lợi dụng địa hình hiểm yếu, vì muốn phục kích được thì yêu cầu đầu tiên là phải có những chỗ có địa hình thuận tiện cho việc giấu quân. Thế nhưng phục kích trong chiến tranh trên bầu trời thì lại có nét khác với phục kích trên bộ. Trong các loại máy bay, chỉ có trực thăng có khả năng đứng yên một chỗ trên không. Khi đó, động cơ trực thăng chỉ cung cấp lực nâng thông qua cánh quạt trên máy bay mà không cung cấp lực đẩy để đẩy máy bay đi theo phương ngang, cho nên nó đứng yên được. Còn các loại máy bay phản lực bắt buộc phải có lực đẩy theo phương ngang để lợi dụng sức cản của không khí tác động vào cánh tạo ra lực nâng. Nếu không máy bay sẽ bị rơi xuống đất. Do vậy, các máy bay phản lực chiến đấu khi tiến hành phục kích trên không thì không thể nào đứng yên một chỗ như kiểu người lính nằm yên trong bụi rậm chờ đợi được. Nhân tiện nói đến phục kích trên không, xin kể một câu chuyện nhỏ. Năm ngoái, một người bạn có gửi cho tôi ảnh chụp màn hình của một bài viết trên tờ An ninh Thế giới trong mục tư liệu để hỏi xem có thể có chuyện như vậy hay không. Trong ảnh chụp màn hình đó có viết rằng máy bay MiG-21 của Không quân Nhân dân ta rất tài giỏi, đã hạ hàng ngàn máy bay con quỷ, thần sấm, vân vân, kể cả B-52 của đế quốc Mỹ. Bọn giặc lái Mỹ không ngờ máy bay ta bay núp trong mây, tắt máy chờ máy bay Mỹ bay ngang, liền nổ máy lại, bay trận đầu máy bay Mỹ và phóng tên lửa hạ gục chúng. Sau khi xem xét mục tư liệu của báo An ninh Thế giới, thì không thấy có bài nào nói về MiG-21 như vậy, và hình thức trình bày của mục này cũng khác so với bức ảnh chụp màn hình kia. Qua đó, tôi rút ra kết luận rằng hình ảnh này là do một kẻ nào đó đã dùng các phần mềm chỉnh sửa để chế ra nhằm khiến công chúng tưởng rằng báo chí Việt Nam tuyên truyền chiến công đến mức ngu xuẩn phản khoa học như vậy. Trong thực tế, chiến thuật phục kích trên không là một lối đánh lợi hại của không quân Việt Nam đã gây ra nhiều thiệt hại cho không quân và hải quân của Mỹ. Để hiểu thế nào là phục kích trên không, mời quý vị theo dõi diễn biến trận đánh ngày 25 tháng 4 năm 1967 tại Hải Phòng. Theo hồi ký phi công tiêm kích của Đại tá Lê Hải, chiều ngày 23 tháng 4 năm 1967, biên đội 4 chiếc MiG-17 bay theo đội hình từng đôi kéo dài, bay ở độ cao thấp, cách mặt đất 100m, không liên lạc vô tuyến điện, bí mật hạ cánh an toàn xuống sân bay Kiến An. Nhiệm vụ của phi đội là phục kích, phối hợp với bộ đội phòng không đánh địch kéo vào từ phía biển. Cả ngày 24 tháng 4, địch không đánh Hải Phòng như ta dự kiến. Nhưng 16 giờ 30 phút, nhiều tốp F-4 và F-105 bay vào đánh khu vực Đông Triều, Quảng Yên. Biên đội được dẫn vòng đến khu vực Sơn Động, Bắc Giang để thuận chiều mặt trời để tấn công máy bay Mỹ. Trận đánh này, biên đội MiG-17 bắn rơi được 2 chiếc F-4 và không bị tổn thất nào, trở về hạ cánh an toàn ở sân bay Kiến An. Sau khi máy bay hạ cánh, lập tức được sơ tán vào hầm trong chân núi. Các phương tiện phục vụ khác cũng nhanh chóng sơ tán khỏi sân bay. Việc sơ tán vừa xong thì 20 chiếc máy bay A-4 và F-4 của Mỹ đến ném bom sân bay dữ dội. Đường băng và đường lăn bị 9 quả bom ném trúng. Với kết quả này, không quân Mỹ tin rằng đã tiêu diệt hết được biên đội MiG-17 mới hạ cánh xuống và sân bay Kiến An ít nhất phải dừng hoạt động trong hàng tháng trời. Tuy nhiên sau trận bom, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã huy động nhân dân các xã quanh khu vực sân bay Kiến An cùng với bộ đội sửa chữa gấp đường băng, đường lăn trong đêm. Rạng sáng ngày 25 tháng 4, những hố bom cuối cùng đã lấp xong. Tiểu đoàn sân bay huy động mọi lực lượng ra quét dọn sân bay, bảo đảm an toàn cho máy bay hoạt động. Trước lúc rạng sáng, 4 máy bay MiG-17 lại được thợ máy kéo ra triển khai trực chiến trong các ụ đất ở đầu sân bay. Các máy bay được ngụy trang, che bằng các tàu lá dừa tươi. Lúc 10 giờ, biên đội được lệnh chỉ huy vào cấp 1 và 10 giờ 4 phút được lệnh cất cánh. Biên đội được dẫn dọc theo sông Văn Úc
độ cao 1.500 mét. Vừa tới cửa sông, biên đội gặp ngay một tốp địch rất đông, khoảng hơn 20 chiếc A4 mang bom lặc lẻ dưới cánh. Số 1 ra lệnh vứt thùng dầu phụ, lệnh cho số 3 và số 4 đánh tốp sau, còn anh dẫn số 2 lao thẳng vào tốp giữa mang bom đông nhất. Đại tá Lê Hải tường thuật trong hồi ký như sau. Bất ngờ gặp MiG, bọn cường kích vứt bom nhốn nháo chạy ra biển. Lúc này máy bay MiG ở thế chủ động nên đã tăng lực, tăng tốc độ hơn hẳn bọn A4. Phi công Nguyễn Thế Hôn đuổi kịp một chiếc A4 ra tới gần bờ biển, liền nổ một loạt dài. Máy bay địch bốc cháy. Nó cố lao ra biển nhưng không được. Tên địch kịp nhảy dù ngay ở cửa sông Văn Úc. Số 4 vừa yểm trợ máy bay, số 3 công kích, thấy một chiếc A4 phía dưới, ở góc tiếp cận thuận lợi. Anh ép cần lái, bao kỹ vòng sáng ngắm vào chiếc A4, xiết cò liền hai loạt. Máy bay địch bốc cháy, Nguyễn Bá Địch gieo to. Nó cháy rồi. Niềm vui chiến thắng đã cổ vũ toàn biên đội tả xung hữu đột. Bọn F8 tiêm kích, yểm hộ đội hình từ phía sau lao lên, không chiến với 4 chiếc MiG. Phi công Nguyễn Bôn yểm hộ cho số 1, thấy một chiếc F8 vừa phóng tên lửa vào 2 chiếc MiG phía trước. Anh vội hô cho bạn cơ động tránh được. Anh bám theo chiếc F8 này, nó vẫn mải mê rượt theo 2 chiếc MiG 17 phía trước, không ngờ có MiG bám theo phía sau. Bôn bắn liền một loạt, đạn rơi sau máy bay địch. Anh chỉnh đường ngắm, bắn loạt thứ hai, trúng ngay buồng lái của chiếc F8. Máy bay địch nổ bùng trên không như bó đuốc rơi xuống bờ biển. Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Bảy chưa nổ súng được. Anh đang quần nhau với 4 chiếc F8 của địch. Anh liên tục tránh tên lửa, chuẩn bị bắn thẳng phía trước. Nhìn lại phía sau, thấy địch phóng tên lửa, anh lại phải tránh. Chỉ trong 2 phút, bọn địch bị bắn rơi liền 2 chiếc A4 và 1 chiếc F8. Đội hình bị MiG phá vỡ, chúng vội hạ độ cao, tan tác bay ra biển. Biên đội cơ động yểm hộ nhau, bay dọc sông Hồng về Gia Lâm hạ cánh an toàn. Thưa quý vị, qua ví dụ nêu trên, có thể nêu lên một vài đặc điểm cơ bản của phục kích trên không. Đặc điểm nổi bật đầu tiên là phải bí mật chuyển máy bay tiêm kích đến những nơi mà đối phương không ngờ để từ đó xuất kích tổ chức đánh địch. Trong trận vừa nêu, MiG 17 đã được chuyển từ các sân bay trong nội địa ra sân bay Kiến An ở ngay Hải Phòng. Việc MiG 17 bất ngờ xuất hiện trong khi phía Mỹ chủ quan cho rằng các máy bay MiG đã bị tiêu diệt vì trận bom chiều 24 tháng 4, cũng như sân bay Kiến An đã bị phá hỏng, đã tạo ra yếu tố bất ngờ cho trận đánh. Do tự tin rằng MiG không thể cất cánh ở Hải Phòng, cho nên khi gặp MiG, đội hình tiêm kích hộ tống của Mỹ chưa kịp triển khai, còn đội hình cường kích thì vội vã ném bom rồi bỏ chạy. Thứ hai là yếu tố nắm địch. Khi phục kích dưới mặt đất, phải dựa trên các thông tin chính xác về ngày giờ mà các đoàn xe hoặc là đoàn quân đi qua các tuyến đường nhất định, để từ đó xây dựng kế hoạch. Còn phục kích trên không thì dựa vào các đài radar cảnh giới để phát hiện các tốp máy bay của địch bay vào cùng với đường bay của chúng, từ đó phán đoán mục tiêu tấn công của địch và ra quyết định xuất kích máy bay để tấn công. Trận đánh ngày 25 tháng 4 là một ví dụ chứng tỏ điều này. Theo lịch sử trung đoàn 923, thì từ lúc 9 giờ 35 phút sáng 25 tháng 4, Sở Chỉ huy Không quân đã phát hiện 12 chiếc F-105 của Mỹ đột nhập Hải Phòng từ phía đông. Đến 9 giờ 55 phút, có 40-50 lần chiếc gồm cả F-8, A-4 và F-4 từ phía biển bay vào theo 3 tầng độ cao khác nhau. Sở Chỉ huy cho rằng đây là thời cơ tốt nhất, nên lúc 9 giờ 55 phút đã lệnh cho biên đội MiG 17 ở Kiến An vào cấp 1. Đặc điểm thứ 3 là nắm được chủ động đánh và chủ động rút. Trong các trận phục kích trên bộ, những người phục kích bao giờ cũng nắm được chủ động ở lúc bắt đầu trận đánh vì họ có yếu tố bí mật bất ngờ. Trong phục kích trên không cũng vậy. Do có yếu tố bất ngờ, máy bay MiG 17 trong trận vừa nêu đã lao vào giữa đội hình máy bay cường kích A4 và bắn rơi 2 chiếc A4 ngay trong loạt đạn đầu. Đến khi những tốp F8 đi bảo vệ phía sau lao tới bắn tên lửa, thì hai bên lại đưa về cục diện đánh quần vòng quen thuộc. Các bạn thân mến, nói tóm lại, thì phục kích trên không không phải là cho máy bay nằm trong mây tắt máy như trò hề mà kẻ nào đó bôi bác. Cái chữ phục trong từ phục kích ứng vào việc bí mật di chuyển máy bay đến những nơi có vị trí bất ngờ, hiểm hóc để từ đó cất cánh lên đánh vào đội hình máy bay của địch khiến chúng bị bất ngờ không kịp trở tay. Ngoài ra, trong thời gian đầu, không quân Việt Nam cũng còn phục kích một kiểu khác là lập những khu chờ. Người ta căn cứ vào thông tin từ tình báo kỹ thuật để phán đoán đường bay, hướng bay của các tốp máy bay Mỹ vào đánh phá. Trên cơ sở đó,
dẫn máy bay tiêm kích lên một vùng trời nào đó mà dự kiến địch phải đi qua. Dựa trên thông tin về đường bay và độ cao của máy bay địch do radar cung cấp, sở chỉ huy sẽ dẫn máy bay MiG đến khu vực chiến đấu ở góc độ và độ cao quá lợi cho việc phát hiện và tấn công mục tiêu. Điển hình cho lối đánh này là trận ra quân đầu tiên của Không quân tiêm kích Việt Nam ngày 3 tháng 4 năm 1965. Cuốn lịch sử Sư đoàn Không quân 371 viết: Lúc 7 giờ sáng ngày 3 tháng 4 năm 1965, các đài radar ta phát hiện một tốp máy bay của địch vào trinh sát khí tượng và mục tiêu. Sở chỉ huy quân chủng nhận định địch sẽ huy động lực lượng lớn đánh phá cầu Hàm Rồng. Lúc 9 giờ 40 phút, 60 lần chiếc máy bay cường kích của địch cùng bay vào đánh phá cầu Tàu, cầu Đò Lèn và cầu Hàm Rồng. 9 giờ 45 phút, sở chỉ huy cho biên đội MiG-17 vào cấp 1. 2 phút sau, một biên đội khác làm nhiệm vụ yểm hộ được lệnh cất cánh về hướng Tây Nam để nghi binh. Đến 9 giờ 48 phút thì biên đội chính cất cánh về hướng Thanh Hóa. Lúc 10 giờ 8 phút, biên đội tiến công cách địch 45 km trên hướng có lợi cho việc phát hiện mục tiêu. Biên đội trưởng Phạm Ngọc Lan liền chỉ huy biên đội chuyển từ đội hình cảnh giới sang đội hình công kích và phân làm hai tốp. Đến lúc đó, kẻ địch vẫn chưa phát hiện được có MiG nên vẫn bay theo đội hình hàng dọc vào đánh mục tiêu. Sau khi đã phát hiện được mục tiêu, biên đội trưởng ra lệnh cho từng tốp MiG chọn mục tiêu để tấn công. Trong trận này, các phi công MiG đã bắn rơi hai chiếc F-8U và không chịu tổn thất nào, trở về hạ cánh an toàn. Các bạn thân mến, trên đây là những trận đánh để minh họa cho chiến thuật của Không quân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Qua đây hy vọng phần nào cung cấp cho quý vị những khái niệm về chiến tranh trên không. Những chi tiết được trình bày trong các trận đánh cũng đã cho thấy vai trò rất đậm nét của yếu tố con người trong chiến tranh trên không. Mỗi thắng lợi của một trận không chiến có đóng góp của cả một tập thể, từ người thợ máy đến người dẫn đường, sở chỉ huy và đặc biệt quan trọng là trình độ kỹ chiến thuật và bản lĩnh của người phi công điều khiển máy bay. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.